Chào các bạn, hôm nay sẽ là một video nối tiếp chủ đề về tiếp thu. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Cái quái gì thế này? Cùng tìm kiếm con mồi kế tiếp thôi. Sao lại thế nhỉ? Gì kia? Sao chúng lại ở đây rồi? Cứu với. Thả ta ra. Tưởng thế nào? Cũng dễ đối phó thôi. Thật sao? Dừng lại. Xem đây. Ôi đau quá. Hugi, gặp lại cậu vui quá. Tôi không, cứ mình cút đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cùng chờ đón phần tiếp theo trên kênh của chúng mình nhé.